Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Thì máy từ Bảo Hảo em hôm nay có về được một siêu phẩm của máy chị em. Siêu phẩm luôn nha. Con cây này là siêu phẩm luôn, quá xuất sắc. Cực kỳ luôn. Con cây này mới chạy được có 4 giờ quá chị em. Mới 4 giờ. Quá siêu phẩm luôn. Này nó mới 99% như là một cái máy mới quá chị em. Hôm rồi em cũng có một bộ gì nè, độc đáo thiệt, nước xanh còn nguyên nghi quá chị em, full gì đâu mà nó mới kỳ cục thiệt, từ góc chân máy luôn quá chị em nè. Trời ơi, thứ gì chịu nổi. Dòng tua này maximum 3.500 quá chị em ha, 3.500. Này có cái bơm dầu luôn á nha, bơm dầu phụ, bơm dầu cơ, rất là êm, oe nè, trời ơi. Quá trời mới luôn, khủng khiếp, những cái nắp dầu này quá nha em. Trời ơi, cái này, cái lượt nè, trời ơi, cái này, khủng khiếp những đáy bình dầu, trời ơi, cái này. Quá trời cái máy nó mới, kỳ cục mới vậy chứ. Nói tới cái lọc gió nè, y như là mới để vô luôn nè, dữ dằn không, mới khủng khiếp nghe quá chị em. Trời ơi, thứ gì chịu nổi nè. Bộ này quá đã luôn, nhìn cái dàn bua lửa một cái hả, đi không nổi luôn, sạc 12V quá chị em ha. AT76 nha. AT76. Đời mới quá anh em ha. Đời cao nha. Đời cao có tem màu trắng đó anh em. Tem màu trắng. Còn đời trước nó thì có tem hơi màu xanh. Nha, quá anh em thấy không? Đó. Dòng tua 2008 nè. Tua nó cho phép để kéo cái gì đó. Còn mình dặn mát lên 3.000 mấy nha. Cái này là ma đen ga băng rồi quá chị em nha ha. Có nhầm cái dòng dân ma này là nó để là sang dông quá chị em, sang dông nha, không có chữ ga băng ha. Đó. Quá chị em mua cái hàng quá với coi coi nó kỹ chữ lưỡng chút xíu. Dây điện chùm chùm luôn, mình không biết là dây điện nó xài cho cái mục đích gì luôn. Mà một điều đặc biệt của cái bộ này quá chị em là ăn tiền cái poly nè, mình thích cái này lắm. Đó, khi các bác chị em lên ga lớn là mô ly nó quăng theo. Còn các bác chị em để ga nhỏ bình thường á là nó không có quay quá chị em. Đã không? Dữ lắm, mới quá chị em ơi. Mới xuất sắc luôn. Giá thì tê tê như con cá chê. Đó. Để bơm vô luôn. Làm ơi. Dịch cái này là mấy điện thoại dịch dịch mấy chữ này kia nó ghi gì vậy? Bộ này quá đẳng cấp quá anh em, đúng đẳng cấp luôn nha. Đó. Lúc hổm em lấy cái 3T76 này có bộ về vậy nè, thì nhiều quá anh chị em hỏi đó, mà về vừa đăng xong là bán rồi, bán cho anh bạn ở Phú Quốc, hết chiếc lâu mới mua được một bộ, quá đỉnh. Rồi bây giờ mình kẹp vô, mình đề máy cho mấy chị em nghe nha. Cũng cộng trừ y như mấy cái loại máy kia khác thôi mấy chị em ha. Nhưng mà dây điện ở trên đỏ người ta cắt hơi người ngắn. Đây mềm quá, cứ cứng chứ cái này. Ê, hay chưa, hay chưa, hay chưa. Cứng mới được. Cái gì cũng cứng mới được phải không? Mềm cũng được. Rồi, ok, lụm. Quá gì đó, quá chị em máy vừa rồi thì nó không có lăn nha, đó. Lên ga bắt đầu lăn rất là êm. Nói chung mà lâu lâu mới mua được cái bộ này đó. Nó đang chạy là dòng tua 700 vòng.
kỳ quá nha. Khủng khiếp luôn, bộ này đẳng cấp như một cái máy mới nha. Đó, vừa khi có mấy chị em có tiền cũng không muốn mua bác tử, cũng không mua được mấy chị em. Đó, khi có tiền của mấy chị em muốn mua bác tử cũng không có đâu mua. Đó, hết chích lâu mới mua được một bộ như thế này. Đó, cái dạng xi của nó là không phải sơn, dạng xi của nó là nó chì luôn á, nó kẽm luôn, kẽm luôn ốc nè, chân máy nè, quá đỉnh luôn. Nó mới cái bằng từ chi tiết. Đó, cô bác anh chị em nào mà có mua để kéo phát điện hay là kéo bơm nước hay là kéo các kiểu gì hết quá vậy ha, thì mua cái động cơ này về xài thì thôi luôn, vợ nó cưng mất mình nè, thấy không, không quay quá nha, lên ga là quay nha. Đó, thành ra là có cái trục vô ly này mình rất là khoái luôn. Đó, người Nhật người ta nghiên cứu rất là hay. Đó, dầu còn mấy em, dầu của Nhật luôn nha, dầu Gin luôn nha, nguyên bản vẫn vậy luôn, còn dầu luôn, nước xanh nguyên bản của nó luôn hết quá vậy ha, quá đỉnh luôn. Bộ này là thật đó là đẳng cấp. Mình thì rất là mê mấy cái dòng máy mà nó xuất sắc như nè, giá đắt cỡ nào mình cũng chơi chứ. Điểm nào mà cô bác anh chị em thấy sai hoặc là thấy không hợp phù hợp á, thì cô bác anh chị em mà kêu em chụp hình cô bác anh chị em coi nha, nhớ cô em qua cô bác anh chị em quan tâm để mua á, thấy mà chỗ nào mà nó sai nó phù hợp á, thì cô bác anh chị em kêu em chụp hình kỹ lại cho bác anh chị em xem cho nó rõ hơn quá chị em ha. Tê quá đã, cực kỳ luôn. Cô bác chị em mua cái nào bán mấy quá chị em, mua động cơ không thì em bán động cơ không, mua kết nước bán kết nước, mua bình dầu bán bình dầu nha. Đó, lên ra các em chạy đã lắm quá chị em ơi. Quá êm luôn, chạy không nghe luôn. Trời ơi, cái này mà có bác chị em chạy cái cục Dynamo mà cái dòng tua mà nó 1.500 quá chị em, thì có bác chị em chạy ra chút xíu à. Đó, vậy đó, có bác chị em chạy cỡ này lẫm lúa nè, nghiên cứu phải không, chạy cỡ này là đủ điện rồi, là lẫm lúa thôi. Đó là em đó, cái này nó rất là hay nè, rất là hay cái chỗ này, mình cũng mới phát hiện được cái chỗ này nè, khi mà mình tắt nè rồi là rồi đó, không có làm gì được nữa chứ. Ở trong đây nó thiết kế rất là hay, mình muốn mà nó tắt lại nữa thì mình phải bật cái này đó, hay không, nói chung là rất là ok luôn, chạy cũng không chạy luôn, mình phải bật qua gì, nếu mình bật qua gì mình tắt gì đúng không là không đầy được nha. Đó, mình phải trở lại một cái bật qua mà có bác chị em nghe nó kêu một cái phải không, để nó nổ. Ở trong cái hộp này là người ta tính toán rất là kỹ lưỡng rồi mấy em ha, rất là kỹ lưỡng luôn, nhớ của nó nè, mới tin luôn. Rồi video này em xin tạm dừng. Cô bác chị em nào có yêu thích cái dòng máy mà nó có nguyên công lê này thì ủng hộ cho em cái động cơ này nha, nguyên bộ động cơ này nha, giá thì cũng hơi tê tê như con cá chê của bác chị em đó. Thì em cảm ơn cô bác chị rất là nhiều đã vào xem các video của em và mua máy ủng hộ bên em nha. Em xin chào và hẹn lại cô bác chị em video tiếp theo nha.